quay video bạn học viên cắt bằng máy cắt. Máy cắt này thì nó sẽ cắt rơi khoảng tầm 20 đến 40 lớp thì phải. Bạn học viên chỉ học mới 10 ngày thôi nha. Bạn học viên này mới học 10 ngày cả nhà nha, nhưng mà bạn ấy nó cũng dạn đó.